xin chào mọi người. Mình là Quỳnh và hiện tại thì Quỳnh đang phát live trên trang bay Quỳnh Tây chuyên hàng Thái cao cấp với hai số điện thoại hotline là 02871065888 và 0888117888. Để đặt mua hàng nhanh nhất và để được tư vấn nhiều hơn thì tốt nhất là các bạn nên gọi đến hai số hotline này nha. Bữa nay thì Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người cái bí quyết giảm cân với lại là giảm mỡ từng vùng. Trước tiên thì sẽ nói về giảm cân đi ha. Chắc là nhiều bạn đang quan tâm. Như mình thì mình thấy là mình, để mình nhớ coi, nếu mà tính tới bây giờ thì mình chắc phải sử dụng hơn 10 loại thuốc giảm cân khác nhau rồi. Mình kiểu như bị cuồng làm đẹp á, từ thời xưa là mình dùng các loại linh su, cũng có nấm linh chi, cũng có rồi những cái loại trà thảo mộc, cà phê giảm cân, rồi trà tam điệp. Nói chung là mình dùng rất là nhiều loại. Nói thật luôn là mỗi lần mà nghĩ tới giảm cân là mình ám ảnh lắm. Nhất là cái những cái loại trà, thường thì nó hay làm cho mình tiêu chảy nè, uống vào là coi như là cứ đi suốt. Rồi có những cái loại thuốc là uống vào nó mệt mỏi vật vã, cảm giác kinh khủng, người không muốn ăn, uống trễ thì không ngủ được, người bực bội, dễ cáu gắt. Và nếu mà mình uống cái thuốc đó mà mình đi lên cầu thang là coi như là mình cảm thấy rất là mệt, người dễ tụt huyết áp, nhất là vào những lúc mà trời nắng nóng, đi ngoài đường thôi là muốn xỉu luôn, muốn tẩu hỏa nhập ma luôn. Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn từng sử dụng những cái sản phẩm giảm cân mà có cảm giác giống như Quỳnh. Thời điểm đó là chồng của Quỳnh không cho dùng nữa, nói là vợ uống thuốc giảm cân gì mà ngày nào vợ cũng cáu gắt bực bội, nhiều khi thấy cái mặt chồng mình thôi mình cũng bực mình nữa, chứ còn không cần phải ai làm gì mình đâu, người khó chịu lắm. Và khi mà mình cảm thấy là mấy ngày liền mình không ăn, ngủ không có ngon giấc như vậy thì mình thấy mình ốm, người có vẻ xẹp, mặc đồ vô thấy rộng, thấy thích. Nhưng mà khi mà mình ngưng cái sản phẩm đó thì nó lại bị mập lên lại. Thì sau này Quỳnh tìm hiểu thì Quỳnh mới được biết là những cái sản phẩm đó nó làm cho mình mất nước. 70% cơ thể là nước. Khi mà chúng ta mất nước nhiều thì sẽ làm cho người chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy như là người gầy đi. Và nếu mà chúng ta ngưng sản phẩm đó, chúng ta ăn uống lại chừng 1 ngày hoặc 2 ngày, nó phình lên lại, coi như không có giảm được miếng mỡ nào hết. Công tình mình vật vã mấy ngày liền mà cuối cùng đâu cũng vào đấy. Hoặc có nhiều loại thuốc thì nó sẽ làm ức chế thần kinh của các bạn, làm cho các bạn không có muốn ăn. Thì khi mà các bạn không ăn trong một khoảng thời gian dài, bắt đầu là cũng có giảm cân, nhưng mà trái lại bắt đầu bị đau bao tử. Trời ơi, cái đau bao tử là cái mà kinh khủng lắm, mà Quỳnh đã bị cảm nhận được cái cảm giác đó rồi. Hồi trước thì mình không có bị, nên là ai mà có nói là nhịn ăn coi chừng là ảnh hưởng đến bao tử, mình không có sợ thì mình nghĩ mình không bị. Nhưng bắt đầu đến một cái giai đoạn mà mình bị rồi, nó dã man lắm, đang ngủ rồi nó đau kinh, gọi như là đau kinh khủng khiếp luôn, chịu không nổi, rồi phải đi bác sĩ khám bệnh và một tuần liền uống thuốc thì nó mới ok. Bây giờ thì không có dám nhịn ăn nữa, bây giờ là ngày nào cũng ăn, một ngày phải 3-4 cữ, nhất là ban đêm, ban khuya đi làm về, đi từ công ty về nhà là phải ăn, không ăn là không có chịu nổi đâu, không ngủ được luôn. Nhưng mà làm sao ăn để vẫn ốm, ăn để không mập. Thôi bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình giới thiệu ngay cho các bạn. Thứ nhất là cà phê đi, cà phê giảm cân giảm mỡ. Cái loại này là Quỳnh vẫn đang sử dụng. Khi mà mình mập, có những cái đợt mà mình ăn nhiều mình mập lên thì mình dùng cái này một đợt, một tháng hoặc là nửa tháng, đầu nó ốm xuống thì mình không cần dùng nữa. Thì thường người của Quỳnh chỉ cần để nó mập lên chừng 2kg là Quỳnh bắt đầu sử dụng sản phẩm rồi, chứ không phải là ăn xả dạng để mập, thiệt mập rồi mới giảm. Tại vì khi mà mình mập nhiều rồi mình giảm xuống, rồi cứ mập rồi giảm liên tục như vậy, nó dễ làm cho mình bị rạn da, nứt da, nứt thịt. Nên là Quỳnh chỉ để cho nó mập lên chừng 2kg thôi là Quỳnh bắt đầu Quỳnh uống. Thì Quỳnh uống chừng nửa tháng là Quỳnh lại ốm rồi. Cái này nó tập trung giảm mỡ. Chỗ nào có mỡ thì sẽ đào thải mỡ ra ngoài theo đường đi vệ sinh. Nếu để ý thì các bạn sẽ thấy là có lẫn mỡ ở trong phân và hoặc là có cái váng mỡ nổi lên. Uống rất là ngon miệng, như là một ly nước giải khát cà phê sổ thôi. Không chứa đường, không chứa chất béo, không sợ nóng. Trong này thì mình thấy là có rất là nhiều cái thành phần vừa giúp cho các bạn giảm cân nhưng không làm các bạn mệt mỏi. Và đặc biệt luôn đó là giúp tỉnh táo, tập trung công việc nếu như uống vào mỗi buổi sáng. Mà mình nghĩ thì cà phê thì tốt nhất là uống buổi sáng thôi, chứ còn nếu mà uống buổi chiều tối thì chắc chắn là sẽ hơi khó ngủ rồi. Dù là cà phê bình thường hay là cà phê gì thì uống trễ thì nó cũng gây khó ngủ. Nên là Quỳnh hay uống vào buổi sáng. Một hộp này chỉ có 10 gói. Các bạn mua liệu trình là 3 hộp này thì giá là 1 triệu đồng. Sẽ dùng được 30 ngày nha. Một hộp là 10 gói là 10 ngày, 3 hộp là 30 ngày, 1 triệu đồng thôi.
xài rất là ok. Mình thấy cái này dùng được cho mọi đối tượng, người bị gan nhiễm mỡ, người mỡ trong máu, rồi người mập, đặc biệt là những người nào mà mập mà hay bị huyết áp, rồi hay bị những cái bệnh người mệt mỏi, thiếu máu, tụt canxi, thì các bạn không nên lựa chọn những cái loại thuốc quá mạnh. Cái này là ok, một tháng sẽ giảm được từ 1 đến 3 kg, là cái liều lượng vừa đủ để mà gọi là nó giúp cho các bạn giảm cân mà không bị mệt á. Chứ còn nếu mà các bạn người đã yếu rồi mà còn ham những cái loại thuốc giảm cân mạnh, rồi một tháng mà nó hụt đi 5-7 kg, là bảo đảm người các bạn bị chao đảo, là các bạn dễ bị mệt, dễ bị tụt huyết áp, hay là bị say sẩm chóng mặt. Cái này là thật, cái này là chắc chắn có luôn. Nên là những bạn nào mà càng mập nhiều thì chắc chắn là cơ thể sẽ có những cái bệnh lý mà các bạn không biết. Nên các bạn đừng ham những cái sản phẩm giảm cân nhanh nha. Một tháng 1-3 kg là ok, mình cứ uống đều. Thì khi đó cơ thể nó giảm từ từ chậm chậm, thì cái da nó sẽ rút về từ từ, thì nó sẽ không có bị nhăn da, không có bị xấu da. Còn nếu mà tự nhiên đang to như thế này, các bạn đột ngột xẹp xuống liền, thì đương nhiên cái da nó không có rút về, thì nó sẽ gây nên tình trạng là da bị nhão, da bị nhăn, da bị sạm đó nha. Rồi sau khi mà giảm được cân nặng như mong muốn, thì chúng ta thường hay bị kiểu là ô ăn mừng đi, ta giảm được cân nặng rồi nè, hoặc là ôi cái món đó lâu quá không ăn, bây giờ thèm quá, chắc ăn chút không sao, chứ ăn chút mỗi ngày chút xong lại phì ra. Thì bây giờ bị cứu tinh của các bạn đây, làm sao ăn hoài mà vẫn không mập, đó là nhờ cà phê khóa mỡ này. Cái này thì các bạn không cần phải uống đều đặn mỗi ngày như là cà phê giảm cân, mà ngày nào các bạn ăn nhiều thì ngày đó các bạn uống, ngày nào không ăn nhiều, ăn ít vừa đủ để mà vận động thì không cần phải uống, nên là không phải lệ thuộc vào nó đâu nha. Bỏ vài gói này vào trong cái túi sách, hôm đó đi làm về, nếu mà trên đường về mà bạn bè rủ đi chơi đi ăn uống thì mình lấy cái này ra mình uống, rồi sau đó mình đi chơi, mình đi tiệc, mình ăn uống thoải mái không sao. Rồi ngày nào mà mình không ăn nhiều, ăn đủ một ngày 2-3 bữa thôi thì ok, không cần phải uống. Còn nếu mà người nào mà chỉ thích ăn mà không chịu vận động, ăn xong rồi nằm bấm điện thoại, thì chắc là cái này phải uống hoài rồi. Nói chơi vậy thôi chứ còn nó rất là ok. Các bạn uống thì các bạn sẽ cảm thấy là nó khóa mỡ lại, khóa cân nặng lại. Ví dụ như là Quỳnh hiện tại là Quỳnh đang là 48 kg, Quỳnh dùng cái này nó khóa lại ở mức 48 kg, cho dù mình có ăn nhiều cỡ nào cũng 48 kg không mập. Rồi ví dụ như eo mình ví dụ như là cỡ 62 đi, thì mình dùng cái này nó sẽ khóa lại cái số đo đó là 62, dù ăn nhiều nó cũng không có bị tăng lên. Nên là bạn nào muốn duy trì cái số đo, cái cân nặng ổn định thì dùng cái này. Cái này mình bán rất là được cho những bạn người mẫu, những bạn mà làm trong showbiz đó, thì thường là thích là duy trì cái cân nặng ổn định, không muốn làm nó bị mập lên. Và đôi khi thì họ công việc của họ giờ giấc cũng thất thường, nên ăn uống cũng thất thường, dễ bị tăng cân. Bạn nào đang bị những cái vấn đề về như là thèm ăn quá mập, sợ mập, thì đặt mua ngay cái cà phê khóa mỡ này, cũng là liệu trình 30 ngày 1.000.000 đồng nha. Còn nếu mà muốn giảm mỡ giảm cân thì cà phê giảm cân 1.000.000 đồng 30 ngày. Cái này cũng vậy, tùy các bạn chọn được thôi. Sẽ có một số trường hợp các bạn là không có mập, không muốn giảm cân, nhưng mà bắp tay to. Mình đây, một người sinh ra vốn dĩ là bắp tay to, nhưng mà mình bị to một cái đó là to do cơ, là cái phía bên ngoài. Mỡ là bên trong này, các bạn cứ bóp cái tay lên. Đây, chỗ nào mà mềm nhão thì chỗ đó mỡ, chỗ nào mà cứng săn thì là cơ. Cơ là thường là ở bắp ngoài này của tay nè, bắp chân nè. Rồi, còn cái phần trong này thì rất là dễ giảm. Quỳnh thì Quỳnh bôi cái gel giảm mỡ từng vùng này cho cái bắp tay. Quỳnh bôi ở ngoài có, Quỳnh bôi ở trong có luôn. Nhưng mà mình thì mình thích giảm cái bắp ngoài này nhiều hơn. Mình bôi thì nó cũng giảm, nhưng mà nó sẽ không có thể nào mà teo nhỏ lại được giống như mình mong muốn, mình tưởng tượng. Tại vì một phần là do cơ mà, cơ thì đâu có teo được, nó chỉ teo mỡ thôi. Bây giờ thì teo mỡ hết mức có thể rồi, săn sát rồi, bây giờ chỉ còn cơ thôi. Nếu mà muốn mà nhỏ nổi thì có nước phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp vào cơ, nhưng mà cái đó mình nghĩ chắc là đau đớn lắm. Bạn nào mà đang có những cái vấn đề ví dụ như là bắp tay to, bắp đùi to, đùi trên nha, đùi dưới cũng có cơ, muốn giảm thì nó cũng giảm, nhưng mà nó không giảm được nhiều. Ê, cái bắp chân ở dưới đó thì nó cơ, thì là muốn giảm nó vẫn giảm nhưng mà không được nhiều. Còn cái đùi á thì các bạn sẽ giảm được nhiều, chỗ nào mở mềm là giảm được nhiều, như trong này nè, giảm được nhiều nè. Bắp tay này mình lấy cỡ chừng một giọt thôi, hôm nay lỡ ham nói chuyện quá đổ ra nhiều rồi, chừng một giọt thôi là đủ cho một cái vùng bắp tay. Tiết kiệm bôi bên này luôn,
cứ chịu khó bôi và massage thì nó sẽ khô ráo rất là nhanh chóng, nó không có bết rít nhớt như những cái loại kem, nó không có nóng rát, không làm cho các bạn bị khó chịu da, đặc biệt là những bạn nào mà da mà mẫn cảm thì cũng không có sợ là nó ngứa ngáy làm rát da hay là gãi đỏ da đâu. Bôi lên đều đặn, massage một chút xíu. Khi ở trong lọ thì nó là dạng gel, nhưng mà ra tay thì nó sẽ tan ra dạng như nước và nó thấm nhanh lắm, y như kiểu các bạn bôi nước lên thôi. Đó, ok rồi. Chịu khó bôi như vậy thì một thời gian cái tay sẽ rất là nhỏ. Bây giờ thì tay của mình là nhỏ hết mức rồi, muốn nhỏ nữa mà nhỏ không được. Vốn dĩ là mình là xương là vai ngang, nên cảm giác thì nếu mà thêm cái ngực to nữa, nên cảm giác mình hay dễ bị đô, dễ bị to. Nên là chồng của Quỳnh không có cho Quỳnh là sử dụng ngực, sử dụng sản phẩm ngực cho ngực to quá, càng to thì nhìn lại càng đô. Chứ thật ra bên ngoài thì nhìn mình cũng nhỏ nhỏ thôi, không có to lắm đâu. Nên cái này lời khuyên cho các chị em nha, đừng có ham ngực quá to khủng nha, vừa vừa thôi, 90 đổ lại là ok nha. Còn ai mà có vấn đề về bắp tay to thì mua cái này, bắp đùi to dùng cái này cũng được. Eo eo với bụng vẫn dùng được luôn. Nhưng mà mình có thêm một cái nữa, nó chuyên dành cho vùng bụng là cái này. Đó là miếng dán tăng sinh nhiệt trong mô mỡ, để giúp cho làm giảm mỡ bụng. Khi mà các bạn bôi những cái kem nóng thì nó chỉ nóng trên bề mặt da thôi, nó không có tập trung được vào cái mô mỡ, kiểu như là nó rát rát da, giống như các bạn bôi bạc hà, bôi dầu xanh lên da, nó không có tác dụng gì hết trơn á. Còn các bạn dùng cái miếng này là nó sẽ làm nóng cái mô mỡ lên. Là tưởng tượng như là mình đặt cái cục mỡ lên cái chảo, xong mình làm nóng cái chảo lên thì nó làm nóng cục mỡ, thì nó chảy cái mỡ ra. Là cái miếng này tăng sinh nhiệt trong mô mỡ đây. Người ta có cắt sẵn hình cái bụng nè, đây cái rốn. Nếu mà các bạn bị to bụng phía trên này, các bạn dán như thế này vào đây. Còn nếu mà các bạn bị to phần bụng dưới, xoay lại đây cái rốn, xoay lại phía dưới. Này đang mặc cái váy nên không thể dỡ váy lên để mà dán thử cho các bạn xem rồi. Nhưng mà rất là dễ sử dụng. Các bạn lột cái miếng ni lông này ra, rồi dán cái miếng dán này vào bụng. Ok, rất là dễ sử dụng lắm. Để khoảng tầm từ 6 đến 8 tiếng thôi. Rồi sau khi mà các bạn muốn gỡ ra thì đừng có vội vàng giật ra liền. Tại vì nó có một cái loại keo đặc biệt để khi mà tăng sinh nhiệt cái mô mỡ, nó không có làm rơi cái miếng này ra. Nên là muốn mà gỡ ra thì nó hơi khó một chút. Các bạn vào trong nhà tắm, các bạn xịt nước nóng hoặc là nước lạnh gì cũng được, thì các bạn xịt lên rồi bôi xà bông lên, bắt đầu làm cho miếng nó mềm mềm ra thì gỡ ra rất là dễ, không có đau rát gì hết. Còn nếu mà các bạn cứ cố rứt ra thì nó rất là chặt, cực kỳ chặt, thì nó sẽ làm cho các bạn hơi bị cảm giác khó chịu. Đối với mình thì mình cảm thấy là dính chặt quá, gỡ ra đau quá. Ok mọi người, cái này thì chỉ có 350 cho liệu trình 10 ngày thôi. Cách một ngày các bạn dán một miếng. Liệu trình này là 5 miếng thì là 350. Các bạn mua liệu trình 20 ngày là 600, và mua liệu trình 1 tháng thì chỉ có 800 thôi. Đừng ham rẻ, mình thấy trên mạng có nhiều chỗ bán 100-200 mà chắc chắn luôn các bạn mà ham rẻ là bao nhiêu rước về một cái miếng dán chỉ có một, người ta phết lên đó một cái lớp bạc hà. Các bạn dán vào bụng các bạn thấy cái da bụng nóng là nghĩ là nóng rát như vậy là sẽ giảm mỡ, nhưng mà không phải. Cái tăng sinh nhiệt trong mô mỡ đó là khi các bạn dán cái miếng dán này lên da, lên tay, lên cái vùng nào cũng được. Các bạn rờ vào vùng thịt, vùng da bên cạnh cái miếng dán, các bạn tự nhiên thấy nó nóng lên như kiểu người mình tăng nhiệt độ lên vậy đó. Thì đó mới đúng là tăng sinh nhiệt trong mô mỡ. Dán vùng bụng thì nó chỉ làm nóng cái vùng bụng thôi, để tự nhiên thấy cái bụng của mình, ôi sao tự nhiên người nó nóng lên hực vậy như vậy. Nhưng mà nó không có cảm giác khó chịu, không có cảm giác như là các bạn đang bôi hay đang dán một cái gì cả, thoải mái lắm. Quỳnh hay dán vào buổi tối trước khi đi ngủ, để một lèo tới sáng rồi bắt đầu gỡ ra. Còn không thì bắt đầu là ban ngày mình dán vào rồi bắt đầu mình đi làm, rồi xong rồi chiều về mình tắm rồi mình gỡ nó ra, không sao cả nha. Thích hợp cho những người nào mà ngồi làm văn phòng hoặc là bận rộn công việc nhiều thì dùng cái này, ok, nhanh gọn. À, cái gel này là 1 triệu nha bạn, đây 1 triệu đồng của bệnh viện Danh Hy sản xuất, cũng rất là an toàn. Tùy các bạn, nếu các bạn muốn cái dạng gel bôi toàn được body luôn thì mua cái này. Còn bạn nào muốn một sản phẩm tập trung chuyên cho cái vùng bụng thì có cái này. 1 tháng sẽ giảm được từ 1-3cm mỡ. Quỳnh dùng 6 tuần Quỳnh giảm được 2cm à. Rất là buồn, có lẽ là do Quỳnh ăn đêm nhiều. Mình ăn hàng quá trời luôn, ăn đồ béo, uống trà sữa nữa. Chồng của Quỳnh xài 1 tháng giảm được tới 3cm.
có nghĩa là bụng của ổng chắc là dễ giảm hơn của Quỳnh rồi, nên là bây giờ Quỳnh không có dám nói là bạn nào xài thì sẽ giảm được bao nhiêu, mình chỉ có thể là chia sẻ cái bí quyết làm đẹp thôi, còn hiệu quả được cao bao nhiêu nó tùy thuộc vào cơ địa của các bạn nha. Nếu mà các bạn cảm thấy là có những cái vấn đề nào thắc mắc, muốn được tư vấn nhiều hơn, hoặc là mập quá rồi cần một cái chế độ sinh hoạt, một chế độ ăn uống làm sao để nó hợp lý để giảm cân được nhanh chóng và an toàn, thì cứ inbox cho Quỳnh. Bên Quỳnh có một chuyên viên là chuyên về tư vấn giảm cân giảm mỡ, bạn này thì đã được đào tạo, được training một cái khóa rất là bài bản rồi, sẽ giúp các bạn là có được một cái vạch ra một cái chế độ giảm cân làm sao để nhanh chóng và hiệu quả cao. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng Quỳnh trong suốt thời gian vừa qua nha. Cảm ơn và chào tạm biệt.